Thưa quý vị, Tổ chuyên việc chống khai thác IUU của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cấp bách về chống khai thác IUU trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp sẵn sàng phục vụ đoàn thanh tra EC lần thứ 5. Thời gian qua, Tổ chuyên việc chống khai thác IUU của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cấp bách về chống khai thác IUU, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá có các loại giấy tờ gần hết hạn phải đăng ký gia hạn mới trước khi đăng ký xuất bến, đảm bảo 100% tàu cá hoạt động trên biển phải đầy đủ giấy tờ và đang còn hạn. Tổ chuyên biệt cũng phối hợp với Ban quản lý cảng cá, văn phòng đại diện IUU hướng dẫn ngư dân thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản theo đúng quy định, làm tốt công tác phối hợp với các cấp các ngành, chuẩn bị đầy đủ nội dung sẵn sàng phục vụ đoàn thanh tra EC lần thứ 5.